Ngoài 3 chế độ trên thì ở chiếc máy này còn được hãng trang bị riêng biệt một chế độ thú cưng. Chính nhờ chế độ thú cưng mà nhà ai đang đau đầu về vấn đề nuôi thú cưng, lông thú cứ bay lơ lửng trong không khí, chúng ta chưa biết cách kiểm soát. Thì ở chế độ này, máy không chỉ giúp phát hiện ra lông thú ở các vị trí thấp, mà nhờ vào bộ lọc quang xúc tác được tăng cường bởi ánh sáng, giúp loại bỏ thêm 55% mùi hôi từ thú cưng, đảm bảo không khí trong nhà luôn trong lành và sạch sẽ. Nói về thiết kế sản phẩm độc đáo và sáng tạo thì không thể nào không nhắc đến LG. Đặc biệt với những dòng máy lọc không khí thì mỗi năm LG lại biến nó trở nên mới lạ hơn, thể hiện được đẳng cấp của lối sống hiện đại và nắm bắt xu hướng là mọi người dần nuôi thú cưng trong nhà nhiều hơn. Cho nên chiếc máy lọc không khí vừa mới cho ra mắt trong năm nay của nhà LG chắc chắn là thứ mà mọi người đang cần. Chính là nó đây. Với những ai theo dõi sẽ biết là mẫu thiết kế này không phải là mới của nhà LG, tại vì những năm trước LG đã trình làng một dạng thiết kế như thế này rồi. Tuy nhiên, dù vậy, chúng ta vẫn phải công nhận một điều là mẫu thiết kế này sẽ gây ấn tượng mạnh cho nhiều người. Nhìn qua thôi là chúng ta đã thấy được sự hiện đại trong nó rồi. Mọi người nhìn vào cũng thấy, thứ làm cho cái máy lọc không khí này trở nên độc đáo là ở cái phần đầu tròn nhô lên này. Và cái gì làm ra cũng có mục đích của nó hết. Phần đầu tròn nhô lên này được hãng gọi là công nghệ Clean Booster, mang lại không khí sạch, được lọc xa và nhanh hơn 24%. Bình thường nếu như không xét đến phần đầu tròn này thì máy cũng đã lọc không khí 360 độ. Cái phần này nè các bạn, nó sẽ giống với đại đa số các máy lọc không khí khác, nhưng chính vì có thêm phần đầu tròn ở phía trên, nó sẽ trở nên khác biệt. Tại vì cái phần đầu tròn này nè giúp tăng thêm một phần động cơ tản không khí, vì thế nên luồng không khí sạch không chỉ thoát ra ở đây mà còn thoát ra ở phía trên này nữa. Chưa kể, phần đầu tròn này được thiết kế nghiêng 62 độ và có thể xoay 140 độ, nên không khí sạch sẽ còn được phát tán đẩy hướng lên trên, đi xa hơn và tỏa ra được rộng hơn. Từ đây, với chiếc máy này chúng ta có phạm vi lọc lên đến 61,2m² và công suất hoạt động là 48W. Thêm một điểm nữa, Nghĩa thấy cũng khá là hay và cũng liên quan đến cái phần đầu tròn luôn, đó chính là bảng điều khiển. Bảng điều khiển mà được tích hợp ở trên đầu máy như thế này thì phải nói là dễ thao tác rồi. Nhưng mà phần nhìn á thì sẽ có hạn chế khi mà chúng ta ở xa máy. Nhưng nhờ cái phần đầu này nó nhô lên và có độ nghiêng, mà dù ở xa thì chúng ta vẫn có thể quan sát được đèn báo chất lượng không khí cùng với chỉ số bụi đang ra sao. Nói về đèn báo chất lượng không khí thì máy sử dụng cảm biến PM1.0, kết hợp với đó là có cảm biến ga nữa, nên nó không chỉ cảm được tình trạng bụi mà còn giúp cho chúng ta phòng ngừa rò rỉ ga. Vì nếu không phát hiện kịp thời á, rất là nguy hiểm nha. Mọi người đừng có nghĩ khí ga chỉ có khi mà chúng ta xài bếp ga, mà nó còn có trên các thiết bị như là tủ lạnh, máy lạnh nữa. Vì thế, nếu có thêm một sự đảm bảo an toàn thì vẫn tốt hơn đúng không? Thông qua đèn báo, máy sẽ thể hiện 4 mức độ tình trạng không khí. Với màu xanh lá là tốt, vàng là vừa phải, cam là không tốt cho sức khỏe và đỏ là kém. Song song với màu đèn báo thay đổi thì mọi người còn có thể nắm thêm thông tin nồng độ bụi đang bao nhiêu thông qua màn hình hiển thị. Việc nắm được tình trạng không khí đang ra sao thì cũng giúp cho mình lựa chọn được tốc độ lọc phù hợp. Ở đây thì chúng ta có thể tùy chỉnh tốc độ riêng biệt cho phần quạt động cơ ở phía dưới phần thân máy và phần quạt động cơ ở phía trên ở phần đầu tròn. Thế nên khi nhìn vào bảng điều khiển á, thì mọi người sẽ thấy một cái phím speed là chỉnh tốc độ cho phần ở dưới, còn booster speed là chỉnh tốc độ cho phần ở trên. Như lúc đầu Nghĩa cũng đã nói với mọi người về cái phần đầu tròn này, thì mọi người có thể hiểu nó như là một phần tốc độ lọc tăng thêm cho chúng ta, được hãng gọi là tốc độ tăng áp đó. Và cả phần tốc độ phía trên lẫn phía dưới đều được chia thành 5 mức cho mọi người lựa chọn: thấp, trung bình, cao, turbo và tự động. Rồi, từ chi tiết này mà dẫn đến cho chúng ta 3 chế độ hoạt động là bình thường, tăng cường và thông minh. Với chế độ bình thường thì nó hoạt động đúng kiểu như là những chiếc máy lọc không khí bình thường, tức là chỉ có phần quạt động cơ bên dưới hoạt động. Phần đầu tròn này sẽ tự động thu lại và mình chỉ chỉnh tốc độ ở speed thôi. Còn với chế độ tăng cường, cũng chính là tăng cường thêm tốc độ lọc, thì cái phần đầu tròn này mới xuất hiện. Đồng thời lúc này thì mình mới chỉnh được tốc độ ở booster speed. Theo Nghĩa thấy nha, nếu như mà mọi người sở hữu chiếc máy này á, thì chắc chắn là mọi người sẽ chọn chế độ tăng cường nhiều hơn. Bởi vì khi sử dụng máy thì chúng ta chắc chắn là muốn máy hoạt động hết công năng rồi. Còn nếu như mọi người không biết chỉnh sao cho phù hợp á, thì cũng không cần phải lo. Có thể chọn chế độ thông minh. Dựa vào đèn báo chất lượng không khí cũng như nồng độ bụi máy cảm biết được,
nó sẽ tự động đưa ra tốc độ lọc phù hợp và xem là có cần phải dùng đến booster speed không. Ngoài 3 chế độ trên thì ở chiếc máy này còn được hãng trang bị riêng biệt một chế độ thú cưng. Chính nhờ chế độ thú cưng mà nhà ai đang đau đầu về vấn đề nuôi thú cưng, lông thú cuối bay lơ lửng trong không khí chúng ta chưa biết cách kiểm soát. Thì ở chế độ này, máy không chỉ giúp phát hiện ra lông thú ở các vị trí thấp mà nhờ vào bộ lọc quang xúc tác được tăng cường bởi ánh sáng giúp loại bỏ thêm 55% mùi hôi từ thú cưng, đảm bảo không khí trong nhà luôn trong lành và sạch sẽ. Lúc vừa bật chế độ này, mọi người sẽ thấy máy mặc định hoạt động ở tốc độ cao. Và nếu mọi người thấy lông thú không đến nỗi quá nhiều thì vẫn có thể tùy chỉnh giảm tốc độ. Kế bên chế độ thú cưng sẽ là tính năng Honorary Care. Đây là tính năng kết hợp UV Nano với bộ tạo ion để loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn và trung hòa các chất có hại trong không khí. Có nghĩa là nó không chỉ tạo ra không khí sạch mà còn đảm bảo là không khí ra ngoài không bị nhiễm khuẩn lại, tăng thêm sự tin tưởng cho mọi người sử dụng. Và chắc chắn là không thể thiếu chức năng hẹn giờ rồi. Ở đây rõ hơn là hẹn giờ ngủ nha các bạn. Cho mọi người hẹn được đến tối đa 12 giờ. Và máy cũng ngầm hiểu là khi mà mọi người hẹn giờ ngủ, tất nhiên là mọi người cần đi ngủ. Thế nên để tránh làm phiền đến giấc ngủ của các bạn thì máy sẽ tự động tắt sáng màn hình và giảm tốc độ quạt hoạt động để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Với lại nha, cái kiểu thiết kế này nè, nó không chỉ gây lạ mắt với mình không thôi đâu mà nó còn gây tò mò với các em nhỏ ở nhà nữa. Cái chiều cao này cũng rất dễ cho các bé ở nhà tinh nghịch và phá phách. Nên để tránh trường hợp trẻ tò mò đến nhấn lung tung thì mọi người có thể thao tác khóa bảng điều khiển sau khi cài cho máy lọc xong ha. Và vì đây là một sản phẩm của nhà LG, thế nên một điều hiển nhiên là không thể thiếu điều khiển thông qua app LG ThinkQ. Trên máy thì có mã QR bên hông này nè các bạn, có sẵn luôn. Việc của các bạn là chỉ cần tải app về, quét mã QR kết nối thôi, rất là đơn giản. Trong cái app thì có đầy đủ hơn rất nhiều so với bảng điều khiển ở trên máy. Chúng ta cũng sẽ biết được tình trạng chất lượng không khí như thế nào nè, rồi chỉnh tốc độ, xoay, chọn chế độ thú cưng hay hẹn giờ, vân vân. Nói chung là bảng điều khiển điều chỉnh được gì thì cái app điều khiển được cái đó. Chủ yếu app sẽ cho mọi người lên được lịch làm việc cho máy cụ thể hơn, theo ngày, theo giờ, ở tốc độ nào. Cùng với đó, quan trọng nhất là biết được tình trạng còn lại bao nhiêu phần trăm rõ hơn so với trên bảng điều khiển là nó chỉ báo qua đèn khi bộ lọc đến giới hạn. Như vậy thì đôi khi mình sẽ không kịp chuẩn bị để thay thế. Về bộ lọc trang bị của chiếc máy này là bộ lọc 3 lớp lọc được bụi siêu mịn PM0.01, gồm có màng lọc thô lọc được các hạt có kích thước lớn trong không khí như là bụi bẩn, lông thú cưng, vân vân. Tiếp đến là màng lọc HEPA loại bỏ bụi mịn có kích thước nhỏ trong không khí như khói, phấn hoa, vi trùng. Và cuối cùng là màng lọc than hoạt tính. Đây là một bộ lọc khử mùi giúp loại bỏ các mùi khói thuốc lá, chất thải thực phẩm, lông động vật và các chất hóa học trong không khí. Nghĩa vừa cho mọi người thấy khả năng cảm biến bụi của chiếc máy này ở chế độ thông minh đó. Phải nói là nếu như có bụi và mùi ở khoảng cách từ nửa mét cho đến 1 mét á, thì chưa đến 30 giây máy đã cảm được ngay. Nhưng nếu như máy cảm bụi và mùi ở khoảng cách xa hơn thì sẽ tốn thời gian lâu một chút. Điều đó là hiển nhiên rồi, tại vì nó cũng cần phải dựa vào tốc độ khuếch tán vào không khí của bụi nữa. Máy nếu hoạt động ở tốc độ trung bình thì khá là êm, chỉ có ở tốc độ tối đa thì có hơi ồn một chút, nhưng mà Nghĩa thấy không đến nỗi ảnh hưởng nhiều đâu nha. Còn về khả năng tiêu tốn điện thì so với những chiếc máy lọc không khí bình thường, nó sẽ có tốn điện hơn một xíu. Nhưng mình nhắc lại là chỉ hơn có một xíu xíu thôi, so ra không đáng kể là bao đâu các bạn. Với phạm vi lọc rộng thì chiếc máy này sẽ thích hợp để chúng ta lọc được những không gian lớn, chẳng hạn như là phòng khách hoặc là những căn hộ chung cư thì thường phòng khách sẽ thông với phòng bếp. Và như lúc đầu Nghĩa có đề cập đến rồi, khi nhà các bạn có nuôi thú cưng mà nhà có thêm em nhỏ nữa thì với chế độ thú cưng của chiếc máy lọc không khí ngày hôm nay thì các bạn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề lông thú cưng bay lơ lửng trong không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của các em cũng như là cho chính chúng ta. Chưa kể là thiết kế độc đáo của chiếc máy cũng có phần làm tăng giá trị không gian nội thất cho nhà mình. Chi tiết về giá, thông tin sản phẩm các bạn có thể tham khảo trong đường link ở phần mô tả. Đến đây, video này cũng đã hết. Nhớ là nhấn like, subscribe kênh YouTube Điện Máy Xanh trước khi rời khỏi video này nha. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn.